Hi, xin chào quý vị, anh Công Minh đang có mặt ở chợ Bàn Cờ, phường 3, quận 3, Sài Gòn. Sáng trời mưa ngày 28 tháng 9 năm 2017. Trời mưa chợ vắng so với những cái ngày nắng. Chắc có lẽ là chút nữa bớt mưa bà con sẽ đi chợ. Đây là đường Nguyễn Thiện Thực. Quẹo phải qua đây là đường Nguyễn Đình Chiểu, Phan Đình Phùng. Qua đây là phường 1, quận 3. Ra đây gặp Lý Thái Tổ gì. Đó, đây là đường hướng về ngã 7 nè. Nhớ hôm bữa bên phải có quay bà chị đường Lý Thái Tổ, tiệm nhà in đó. Rồi chạy một vòng ngã 7 Lý Thái Tổ đi xem. Đó, ngoài bên phải là qua đường Phan Thanh Giản, điện cũ. Dòng ngã 7 thì xem ha. Dòng ở đây là đường Hồ Thị Kỷ, vô cho quý vị xem chợ Hồ Thị Kỷ sáng trời mưa bà con đi chợ như thế nào nha. Đây có cái cây bồ đề đẹp quá đó.
Sài Gòn mỗi ngày như vậy đó chị, đi cày kiếm tiền về đưa cho vợ, vợ ở nhà đi chợ nấu cơm rồi chăm sóc con cái, đưa con đi học, hết ngày hết tháng hết năm đó gì ha, ở đâu cũng phải cày. Bên thì kiếm tiền thì ok, nhưng mà tình cảm thì nó hiện đại. Còn bên thì tình cảm vui vẻ, kiếm tiền khó khăn, được này mất kia quý vị ha. Đó, phía trước là ngã tư với đường Lê Hồng Phong, hồi xưa là Bê Đức Ký. Đây là đường Hùng Vương hả quý vị? Dần ra đây là chung cư Ngô Gia Tự nè. Ông này vừa chạy vừa bưng hủ tiếu nè. Đó, biết không? Giống như Hải vừa chạy vừa quay cũng ghê á. Đây là lô M cái gì? Mẹ vô chợ cái gì xem nha. Các cô là phái coi chợ. Không nào, chị dám. Cô đi cô chỉa cây dù không dám qua. Nó chỉa vô mặt. Đó, chị nghe chặt thịt thôi. Vô trong sạp phải trả tiền thuê mặt bằng ấy, còn ngồi ngoài kia che dù thì nó đỡ. Đi đội nón lá đi chợ rất là Việt Nam. Bên kia là cái chung cư Ngô Gia Tự mới, bây giờ cũng đang có dự án là sẽ đập ra xây từ từ cái gì. Đó, quẹo đây là đường Sư Vạn Hạnh, bên tay trái là lô H. Ok, thank you. Ngày mới tốt lành, vui vẻ, bình an vậy ha. See you. Goodbye.